Đây đây. Chào các bác nhá, thì đây là đôi chim cu gáy nó nở được hôm nay là được 1 tuần đây. Thì hôm nay em đầu tiến hành em bắt nó ra nhá để nuôi bộ. Thì bắt ra thì mình sẽ bón ăn cho nó, thì để con chim bố mẹ nó tiếp tục sinh sản tiếp khoảng độ 1 tuần sau thì cặp này nó lại đẻ tiếp, nó lại ấp 14 ngày sau nó lại nở nhá. Thì khoảng độ 6-7 ngày là chim như này bắt đầu ra lông ống cánh là mấy đuôi là ta bắt ra ta nuôi bộ được rồi nhá. Giờ tôi bắt ra tôi nuôi bộ. Đôi bố mẹ của nó cũng rất thuần. Đó. Cặp này nó được hôm nay đúng là được 7 ngày nha các bác nhá. Đó. Chim rất là mập. Giờ bắt đầu ra cho bón bộ cho nó thì còn 1 tháng là nó sẽ biết tự mổ ăn nhá. Thì thức ăn cho chim non này thì em hay ăn cho ăn cám gà con pha loãng, lấy sinh lanh bơm cho nó. Thì khi cái thức cám ăn cám mình cho nó loãng thì không phải cho nó uống nước nữa nhá. Thì ngày thì tùy các bác, ngày thì thường em cho ăn 3 lần, sáng và đầu chiều và tối 1 bữa. Giờ thì tiến hành cho nó ăn. Thì một cặp cu gáy nếu mà bố mẹ tốt thì thông thường là em tính là khoảng 1 tháng, thì 1 tháng thì nó sẽ cho ra được 1 đôi cu gáy như thế này. Và 1 tháng sau thì cặp chim này thì nó lại ra ràng, thì bắt đầu nó biết là mổ ăn nhé các bác nhé. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em sẽ cho nó ăn. Đây là cám mà em cám gà con nhá, pha loãng với nước để cho nó thật nhuyễn vào, để mình lấy cái xi lăng anh mình hút mình bơm cho nó. Thì bơm cho nó cảm giác là mỗi con này nó khoảng nửa xi lăng, cảm thấy cái rìu nó đầy đầy là ok nhá. Thì mình bón ngay từ lúc nó còn nhỏ như thế này thì nó rất là thuần, mình để khoảng tuần hoặc chục bữa nữa là khi nó ra lông hết là nó biết bố mẹ nó, là mình bắt ra nó rất là nhát nhá, nuôi sau này nó khó thuần hơn. Thì để thuần được thì nên bắt non. Thì cứ tiến hành cám bơm nước tự nó sẽ núc thôi, quen à. Đó. Đó. Mình cho nó ăn riết đến lúc là mình cứ ra nó là nó đòi ăn, nó giúp rất là hay các bạn. Bón lần lượt chứ đừng bón một cái lần rồi cho nó căng quá. Nó non này thì mình bón hơi khéo một tí vì cái mỏ của nó rất là mềm, mình kẽ banh nó ra thôi, không là nó sẽ dễ là bị hư cái mỏ này nhá, nó rất là mềm. Mỗi lần ra là nó đòi ăn là rất là thích, nhanh lắm, nhanh lớn lắm các bạn, cứ cám này cho nó ăn. Hiện tại thì em nuôi tầm 4-5 đôi sinh sản này, thì mỗi tháng được 1 cặp các bạn, thì 5 đôi thì mỗi tháng thì được 4-5 cặp. Đó. Nào mà quan sát thấy cái diều nó căng căng là ok nhá. Rồi, như thế này là đã tiến hành bón xong 1 bữa này.
xong rồi nhá. À, thì nó no thì bây giờ nó lại rất là ngoan, nó nằm nó lại cứ ngủ thôi. Lúc nó đói thì nó lại kêu chít chít mình ra, nó lại rất là mừng nhá. Thì rất là nhanh, nó chỉ còn một tháng sau là nó lại ra hết lông cánh các thứ, nó lại tập bay, nó tập mổ ăn rồi nhá. Thì cái cặp kia nó lại sinh sản thêm một cái một đôi mới. Thì video này chia sẻ một ít kinh nghiệm về nuôi và chơi con chim cu gáy nhé. Thì mong là giao lưu với các anh em có cái đam mê về chơi con chim cu gáy. Thì video này xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.